Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 15 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-19 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đang gây mưa rào và dông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông. Từ ảnh mây vệ tinh cho thấy, giải hội tụ có thể hình thành vùng áp thấp trong những ngày tới, nguy cơ lốc xoáy ở trên biển, cảnh báo nhiều nơi tiếp tục có mưa to kéo dài. Giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ và giữa Biển Đông đang mạnh dần lên. Một số mô hình dự báo cho rằng hôm nay 15 tháng 9 có thể mạnh lên thành một vùng áp thấp ngay giữa Biển Đông. Cũng không loại trừ, vùng áp thấp này tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Vùng áp thấp này chủ yếu di chuyển về khu vực ven biển miền Trung trong khoảng thời gian từ 19-20 tháng 9. Chia sẻ xoay quanh vấn đề này trên báo Thanh Niên, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho hay, đây mới chỉ là dự báo sớm, trong những ngày tới còn có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, người dân, đặc biệt là ngư dân, nên chú ý theo dõi các bản tin dự báo để phòng tránh những rủi ro thiên tai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Nguy cơ này vẫn còn trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, dù lượng mưa có giảm. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ lũ quét sạt lở.nchmf.gov.vn.